Vâng, hiện tại thì nhà em vẫn sẵn âm ly để phục vụ các bác chơi Tết nhá. Đây thì em giới thiệu đến các bác con âm ly Pioneer của mã là A100 này. Đây, đấy, đây hình thức này. Đấy, đây nhá, thì đằng trước chúng ta thể thấy là âm ly có hai cầu AB này. Đấy, các nút tinh chỉnh này. Đấy, để trên mặt máy này. Đấy, đây, các chế độ nhá. Đấy, rất nhiều cổng vào này. Đó, volume đây nhá. Đấy. Đấy. Thì hiện nay thì các bác Tết nhất tới nơi rồi. Đấy. Mà âm nhạc thì không thể thiếu đúng không ạ? Đấy, nhà em thì vẫn sẵn âm ly giá cao, tầm cao cũng có, tầm trung cũng có nhá. Đấy, thì hôm nay em giới thiệu đến các bác, có một số anh khách hỏi là em ơi giới thiệu cho anh một số âm ly có giá vừa vừa. Đấy. Đây, âm ly này. Pioneer mã A100 nhá. Sử dụng điện 100V này. Đấy. Công suất của âm ly là 220W nhá mọi người nhá. Đấy. Ở đây thì trở kháng, có một số anh hỏi trở kháng đấy nhá, thì em tìm này, trở kháng cho một cầu là từ 6 đến 16 ohm nhá, còn cả hai cầu cộng lại thì sẽ là từ 12 đến 32 ohm này. Đấy, rất nhiều cổng vào để các anh có thể kết nối với cả âm ly này, điện thoại, máy tính này, với cổng vào cổng ra nhá, thì rất là tiện lợi. Đây hai cầu này. Đấy. Đây, cổng điện có thể cắm từ âm ly khác xuống nhá. Đó. Đấy. Hiện tại nhá, giá trên thị trường của em này dao động gần 4 triệu đồng nhá mọi người nhá. Đấy. Nay nhà em xả chiếc âm ly Pioneer A100 này với giá là 3 triệu 390 nghìn nhá. Đấy. Đấy, hàng rất là hot luôn. Đấy. Công suất thì cũng khá là vừa đấy, mọi người có thể kết nối với cả loa chung nhá. Đấy. Rất ok luôn. Đấy. Đấy, ai có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0966 591 581 nhé. Địa chỉ cửa hàng em thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận 5, Từ Liêm, Hà Nội. Đấy, nhà em hàng về như thế nào thì nhà em bán như thế. Bao test, bao kiểm tra, đấy, không sửa chữa, không thay thế gì cả. Đấy, mọi người có thể kéo qua trực tiếp để kiểm tra trực tiếp về sản phẩm, tháo ốc này ra, kiểm tra trực tiếp về bên trong nhé. Đấy ạ, cam kết hàng chính hãng, hàng chất lượng nhé. Đó. Đấy. Rồi em xin nhắc lại nhé, là giá của chiếc âm ly Pioneer A100 này là 3 triệu 390 nghìn, giá thị trường là xấp xỉ 4 triệu đồng nhé. Đấy, liên hệ trực tiếp em cho số điện thoại là 0966 594 581 nhé. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại video tiếp theo của bên em ạ.